chào mọi người. Trâm vừa đi quay về và ngày hôm nay ở vlog này Trâm lần đầu tiên review một sản phẩm để up lên kênh YouTube của mình. Đây là bộ sản phẩm Dr. Lucy. Và bộ sản phẩm này là dành cho cái gì? Đó chính là phụ khoa của phụ nữ, đặc biệt đàn ông cũng sử dụng được luôn. Và ngày hôm nay thì Trâm đang bày trên bàn đây là bốn sản phẩm của Dr. Lucy. Thì đầu tiên cái đây là nước rửa phụ khoa, tiếp theo là sữa tắm dành cho cô bé, thứ ba đó là xịt kháng khuẩn, thứ tư là gel làm hồng và xe kích em bé là cô ấy đó. Và ngày hôm nay thì thật sự là lúc đầu Trâm cũng rất là ngại, nhưng mà tại vì có rất là nhiều khán giả nữ thường nhắn tin cho Trâm là hỏi Trâm là ồ chị ơi, cách bảo vệ cô bé như thế nào, rồi cái lúc đèn đỏ thì sao, rồi chị ơi em bị ngứa, em bị viêm, em bị như thế này, em bị như thế kia. Thì đây là một cái vấn đề mà Trâm nghĩ là rất nhiều chị em quan tâm. Tại vì sao? Tại vì làm phụ nữ khổ lắm mọi người, làm đàn ông sướng hơn nha, làm phụ nữ khổ lắm. Khổ ở chỗ là cái cô bé rất là quan trọng, đúng không? Cho nên là mình phải làm sao để giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nè, rồi lúc nào cũng thơm tho nè, để cho nó không bị viêm nè, không bị ngứa nè, không bị đỏ nè. Đó, bao nhiêu vấn đề thôi. Và điều đặc biệt là tâm lý của tất cả các chị em phụ nữ là ngại đi khám phụ khoa. Vậy thì tại sao chúng ta không tìm một cái bộ sản phẩm nào đó để mà phù hợp với mình, để mà mình ngăn ngừa nè, mình phòng chống nó, mình làm cho cô bé của chúng ta lúc nào cũng rạng rỡ, thơm tho, sạch sẽ, không bị viêm, không bị ngứa, không bị đỏ. Đó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Và ngày hôm nay Trâm sẽ chia sẻ với mọi người về cái bộ sản phẩm Dr. Lucy này. Nó làm sao ta? Ngày hôm nay là hy vọng là khi mà mấy anh chàng trai á, khi mà coi cái clip này, biết đâu được sẽ thấy thương vợ mình nhiều hơn, thương người yêu mình nhiều hơn, có thể là mua bộ sản phẩm này cho vợ của mình nè. Rồi đặc biệt là khi vợ mình sử dụng thì mình sử dụng ké cũng được luôn nha. Tại vì á, đã liên quan tới phụ khoa thì nam và nữ đều sử dụng được hết ha. Rồi bây giờ đầu tiên đó là cái sản phẩm đầu tiên, đó là sản phẩm nước rửa phụ khoa. Đây là nước rửa phụ khoa, đúng không? Rồi cái này á thì nó là dạng bọt, cho nên khi mình sử dụng mình lắc lên, sau đó mình cho một cái lượng nhỏ ra tay nha mọi người. Đó, khi mình cho ra tay này mọi người thấy không, đây nước rửa phụ khoa này là một ngày mình sử dụng 1 đến 2 lần đó, và mình cần chỉ cần lấy một cái lượng ít thôi, mình đừng có lấy nhiều quá bỏ phí lắm nha mấy chị gái. Mấy chị gái thường hay ham lắm, hay lấy nhiều lắm, không cần lấy nhiều, lấy ít thôi, ít mà chất lượng nha. Thì cái này á mọi người, thành phần của nó là làm từ đâu? Đó là từ 100% từ thiên nhiên nè, từ Nam Việt Quốc nè, rồi từ quả lựu nè, đó, và từ hạt dẻ nữa. Khi mà mình sử dụng á thì đầu tiên là cái hương thơm của nó rất làm cho mình rất là thoải mái, mát nữa, rất là mát nha. Thì đây là cái bộ sản phẩm mà Trâm đang sử dụng và Trâm thấy nó hiệu quả cực kỳ luôn, cho nên là review cho mọi người. Về cái rửa phụ khoa này á thì nó là dạng bọt, cho nên là khi mà chúng ta rửa thì chúng ta làm ướt cô bé trước, sau đó là chúng ta sẽ cho cái này lên cô bé, chúng ta thoa đều đó, và sau đó là chúng ta để trong vòng khoảng 1 phút 2 phút, và sau đó là chúng ta rửa lại với nước sạch. Thì lúc này chúng ta sẽ cảm nhận được là cô bé của mình á cực kỳ mát luôn, thơm mát dễ chịu đó. Và đặc biệt nha, cái này á nó không làm khô cô bé. Có nhiều cái sản phẩm khi mình sử dụng nó làm khô cô bé, còn cái sản phẩm này thì không. Bị viêm nè, bị nhiễm nè, bị ngứa nè, bị đỏ nè, đó là ngăn ngừa nha, giúp cho cô bé của chúng ta thoáng mát và dịu nhẹ hơn rất là nhiều, và tạo cho mình một cái cảm giác rất là thoải mái, tự tin. Một ngày mình có thể sử dụng được từ 1 cho đến 2 lần. Nhớ nha mọi người, một ngày mình sử dụng được từ 1 đến 2 lần nha. Rồi bây giờ sẽ là qua sản phẩm thứ hai, đó là cái sản phẩm sữa tắm. Đó, mọi người lần đầu tiên mọi người nghe đúng không? Trời ơi, cô bé mà cũng có sữa tắm nữa hả? Có nha. Bình thường là sữa tắm là chỉ tắm cho cơ thể thôi, rồi mình tắm luôn cả cô bé luôn bằng cái sữa tắm đó. Nhưng mà mình quên mất một điều là cái cô bé này cũng rất là khó chịu nha. Mình tắm là mình tắm chung chung vậy thôi, nhưng mà cái này á là sản phẩm Dr. Lucy nè, là người ta sản xuất ra có cả cái sữa tắm này cho cô bé nữa. Mọi người cho lấy ra giùm Trâm bao nhiêu thôi. Nó là dạng gel trong suốt như thế này nè, gọi là sữa tắm nha. Cái này là chỉ là một tí xíu thôi đó, đúng không? Sau đó là mình thoa lên cô bé và mình tắm cho cô bé. Mình tắm cho cô bé thì mình tắm cơ thể mình sao thì mình tắm cho cô bé y chang vậy. Mình cũng thoa đều nhẹ nhàng,
Đó, rồi mình cứ để vậy trong vòng 1 phút đến 2 phút thì nó sẽ giúp thơm tho, sạch sẽ, tự tin, năng động và làm cho mình một cái cảm giác rất là thoải mái. Đặc biệt á, là cái sữa tắm đó nè, khi mình tắm xong á là cô bé của chúng ta nó rần rần ở đây là tại vì nó rất là mát. Nó mát ơi là mát luôn, nó làm cho cô bé mình mát ơi là mát rần vậy đó. Thì khi mình tắm xong rồi á thì mình tắm lại với nước lạnh nữa là xong, là sạch sẽ thơm tho. Nó cũng có công dụng giống như cái phụ khoa này, là ngăn ngừa bị viêm nhiễm nè, rồi bị ngứa nè, bị đỏ nè đó. Thì chúng ta sử dụng hàng ngày cứ lúc nào chúng ta đi tắm là chúng ta tắm luôn cho cô bé, đúng không? Bình thường là mình tắm cho cơ thể mình thôi, bữa nay mình có cái sản phẩm dành riêng cho cô bé mình tắm luôn đó, hay cực kỳ luôn. Rồi hai cái sản phẩm này là công dụng giống như nhau nhưng cái cách dùng nó khác nhau. Cái này chỉ cần khi mình tắm thì mình mới đi, còn cái này là một ngày mình sử dụng 2 lần dùm chăm nha, nhớ nha. Rồi là sản phẩm thứ ba, đây là xịt kháng khuẩn. Thì khi mà mình nghe tới xịt kháng khuẩn á thì mình sẽ biết là công dụng chủ yếu là xịt kháng khuẩn, đúng không? Là kháng khuẩn, ngăn ngừa lại những cái con vi khuẩn virus nó gây hại cho cô bé của chúng ta. Thì Trâm gọi cái này á giống như là một chai nước hoa dành cho cô bé vậy đó. Bình thường là mình có nước hoa để xịt lên cơ thể, còn cái này là nước hoa giống như là nước hoa vậy đó, xịt lên cô bé để làm chi? Nó giúp cho cô bé của mình thơm tho nguyên một ngày dài nè, giúp cho cô bé mình lúc nào cũng khô thoáng nè, sạch sẽ nè, vi diệu dễ sợ, cho nên Trâm mới gọi nó là nước hoa dành cho cô bé. Thì cái dạng xịt này á thì mình có thể đem đi theo lúc nào cũng được, một ngày mình sử dụng 1-2 lần là chuyện bình thường. Và mình sử dụng nó bằng cách nào ha, thì mình có thể là xịt trực tiếp vào cô bé luôn, hoặc là mình xịt lên cái vùng chip. Và đặc biệt nha mọi người, đặc biệt là những chị em phụ nữ nào mà tới cái ngày đèn đỏ, đúng không? Cái này đèn đỏ là cái ngày ấy ấy đó mọi người, thì là chúng ta rất là khó chịu. Khó chịu ở đây là sao? Tại vì khi mà mình bị cái ngày đó đó thì nó thường là, không, nói thẳng ra cho mấy anh nghe luôn, là thường là nó sẽ rất là dễ bị cái nghe cái mùi nhẹ nhẹ thôi đó, thì hả làm cho mình cảm giác mình không có tự tin trong những mấy cái ngày đèn đỏ đó. Thì đây cái chai xịt kháng khuẩn này đó là một cái giải pháp cực kỳ hiệu quả cho những ngày đèn đỏ luôn nha mọi người. Thì khi mà có cái bị cái ngày đó đó, em chỉ cho mọi người nha. Một là mình xịt trực tiếp vào cô bé, hai là mình sẽ xịt lên cái vùng chip ha, ba là mình sẽ xịt lên cái miếng BVS, nó thẳng ra là băng vệ sinh rồi, nói chung là thôi lỡ rồi cho mấy anh nghe luôn đó, đúng không? Thì để làm chi? Nó khử mùi, thứ nhất là khử mùi nè, thứ hai là khô thoáng sạch sẽ nè, thứ ba là chống lại những con virus vi khuẩn này kia, nó làm cho cô bé của mình dễ bị viêm nhiễm và nấm trong những cái ngày đèn đỏ, là những cái ngày mà vi khuẩn virus xuất hiện nhiều nhất đó. Thì cái này cái cách sử dụng của nó rất là dễ thôi mọi người, mình lắc đều lên đó, đây là cô bé đúng không? Thì khi mà mình xịt á thì mọi người phải để cách xa ra một tí nha, chứ mình đừng có để sát quá mình xịt như thế này không đúng. Mình để xa ra, mình để xa ra và mình xịt lên trực tiếp lên cô bé luôn. Ví dụ nha, trời ơi, mém xịt vô mặt rồi đây đó, mọi người thấy rõ không ạ? Mình để xịt xa như thế này nè đó, mình xịt như thế này thôi. Công nhận nha, rất là thơm luôn, rất là thơm luôn, nó khử mùi rất là tốt luôn đó. Cái này nè, cái thành phần này á là hoàn toàn từ thiên nhiên, cho nên là mình xịt trực tiếp vào cô bé không sao cả. Mình xịt xong rồi đúng không, đó là trực tiếp cô bé rồi, còn không á mình xịt lên vùng chip, đây là cái vùng chip, xịt vô. Thơm tho sạch sẽ, rất là tự tin thoải mái, đúng không? Rồi thứ ba là mình xịt vào cái miếng băng vệ sinh, để cho tới những cái ngày đèn đỏ đó thì mình không có bị tự ti về cái ngày đó nữa. Thì cái này cũng là một trong những cái sản phẩm mà Trâm nghĩ là rất là cần thiết cho tất cả các chị em phụ nữ. Vì vào cái ngày đó là thường là mình sẽ mất tự tin, mình sợ bị nghe mùi, hoặc là những người khác nghe mùi này kia thì mình sẽ rất là ngại và mình không được tự tin, mình co ro, mình kiểu giống như là mình không thoải mái lắm. Thì đây sẽ là một cái sản phẩm mà giúp cho mình tự tin hơn trong cái ngày đèn đỏ, tại vì làm con gái khổ lắm mọi người, tới ai cũng phải bị cả, ai cũng tới cái ngày đó cả, không có gì phải dị cả. Sao phải dị? Vì tất cả mọi người trên đất nước này, trên trên thế giới này, phụ nữ đều phải bị cái ngày đó hết. Còn phụ nữ mà không bị, vừa không có cái ngày đèn đỏ là chết rồi nha, không được đâu nha. Cho nên mọi người hãy sử dụng cái sản phẩm này để tự tin hơn, thoải mái hơn nha. Và điều đặc biệt là Trâm lại nhắc thêm một lần nữa là nó lại kháng khuẩn đó, nó kháng khuẩn, chống viêm, chống ngứa, chống gọi là nhắm chống nghe mùi ở trong những cái ngày mà đèn đỏ này kia. Và đặc biệt là những cái ngày bình thường mình không bị đèn đỏ mình vẫn xịt được luôn,
giống như là mình tạo cho mình một thói quen nước hoa, giống như là nước hoa dành cho cô bé vậy đó. Và bây giờ là sẽ là cái sản phẩm cuối cùng, và sản phẩm này rất là nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Tại vì sao? Đây, đây là cái sản phẩm gel làm hồng và xe kit cô bé. Thì cái sản phẩm này á, chưa có chồng cũng sử dụng được, mà có chồng rồi càng nên sử dụng nữa. Tại vì sao? Tại vì thường á là phụ nữ á, mình rất là tự ti về cô bé, đặc biệt là những chị em phụ nữ mà đã từng sinh rồi. Thì khi mình sinh em bé xong rồi thì cô bé của mình nó bị giãn ra nè, rồi nó không được xe kit nè, rồi nó bị thâm nè, bị sạm nè, và nó làm cho phụ nữ mình không có tự tin. Và dường như là Trâm biết được là tất cả các chị em phụ nữ đều không tự tin về cái vấn đề này đó. Thì tại vì sao? Tại vì đơn giản thôi, cái này nó liên quan tới cái chuyện là phòng the nè, chồng vợ chồng với nhau nè, rồi quan hệ vợ chồng nè đó. Thì ngày hôm nay thì Trâm chia sẻ về cái sản phẩm này là hy vọng là sẽ giúp cho các chị mà đã có chồng này, đã sinh em bé rồi nè, thì khi mà mình biết tới cái sản phẩm này, mình sử dụng nó thì nó sẽ là một cái giải pháp cực kỳ hiệu quả cho mọi người luôn. Thì cái sản phẩm này khi mình nói á, là mình đã biết là thứ nhất là xe kit, thứ hai là làm hồng cho cô bé. Thì cái này á thì nó cũng đơn giản thôi mọi người. Cái này thì nó là cũng là dạng gel, cho nên nó là khi mà chúng ta sử dụng á thì chúng ta lấy một cái lượng vừa đủ thôi. Sau đó đây, này là sản phẩm dạng gel nha. Đó, đúng không? Mình lấy một cái lượng vừa đủ thôi. Sau đó thì chúng ta rửa sạch sẽ cô bé, làm cho cô bé nó khô lại. Xong xuôi thì chúng ta sẽ sử dụng cái này. Chúng ta thoa trực tiếp lên luôn nha. Thoa trực tiếp lên gọi là hai cái mép của cô bé nè. Xong rồi nói chung là mình thoa trực tiếp lên cô bé luôn. Đó, thì nó có công dụng là làm hồng cô bé nè. Rồi, đó. Rồi mình thoa trực tiếp cô bé, nó giúp cho cô bé của mình khi mà sử dụng một thời gian lâu dài á thì nó sẽ xe kích nè, rồi nó làm hồng hào cô bé trở lại. Lúc này thì mình không còn bị tự ti nữa, và đặc biệt là cái chuyện chăn gối hoặc là chuyện vợ chồng thì nó cũng trở nên là happy hơn, vui hơn. Thì là cái sản phẩm này nha. Đó, từ hồi nãy giờ Trâm nói thì chắc chắn luôn, đảm bảo luôn là mấy anh sẽ vô bình luận nói trời ơi ngày hôm nay quảng cáo gì không quảng cáo, hoặc là không review cái gì mà lại đi review cái sản phẩm này. Dạ thưa, em không có quảng cáo, mà là em đang review về cái bộ sản phẩm mà em nghĩ là tất cả các chị em ai cũng đang cần. Tại vì sao? Tại vì cô bé rất là quan trọng, nó giữ lửa hạnh phúc nè, rồi nó làm cho cô gái của cô con gái của mình nó tự tin hơn rất là nhiều. Thì tại sao mình không review một cái bộ sản phẩm như vậy cho mọi người, đúng không mọi người? Và để mua bộ sản phẩm này ở đâu để cho nó uy tín, cho nó chất lượng, thì mọi người chỉ việc là lên bay và chúng ta search đó là Dr. Ducy Việt Nam là nó sẽ hiện ra, và chúng ta sẽ vào đó để chúng ta tham khảo cũng như chúng ta mua hàng để mà tránh trường hợp hàng giả. Hoặc là mọi người có thể tìm hiểu và nhắc vào cái đường link mà Trâm để trên YouTube này đó, để chúng ta mua những cái sản phẩm vừa tốt là vừa chất lượng và vừa chính hãng nữa, không có sợ bị hàng giả. Rồi, nãy giờ Trâm review quá dài luôn á mọi người, không biết là nói như vậy thì không biết là có hết ý không, nhưng mà Trâm nghĩ là những cái vấn đề mà nãy giờ Trâm nói á là đầy đủ hết để cho mọi người có thể mà tìm hiểu về cái sản phẩm này và mua nó sử dụng. Và chúc cho các cô gái của chúng ta ngày càng tự tin hơn về cô bé nha. Bye bye.